Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mùa nắng nóng, thời tiết hanh khô làm cho độ ẩm trong không khí khá cao, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus bùng phát và tấn công, khiến trẻ rất dễ mắc bệnh vì trẻ có sức đề kháng còn yếu kém. Việc nhận biết những bệnh phổ biến ở trẻ mùa nắng nóng cũng ít nhiều giúp các bậc phụ huynh chủ động phòng tránh để bảo vệ con trẻ trước nguy cơ bị mắc những căn bệnh này. Đây cũng là nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Tiêu chảy Tiêu chảy là tình trạng đi ngoài phân lỏng nhiều nước nhiều hơn 3 lần trong 24 giờ tiêu chảy cấp là tiêu chảy khởi đầu cấp tính và kéo dài không quá 14 ngày. Nhất là tiêu chảy cấp, mùa nóng là mùa bùng phát và dễ mắc bệnh tiêu chảy là do nắng nóng, thức ăn dễ bị hư thiêu, môi trường ô nhiễm làm phát tán mầm bệnh tiêu chảy. Trẻ Chả hay khát nước nên dễ uống những loại nước giải khát không đảm bảo vệ sinh khi mùa nắng nóng. Cách điều trị tiêu chảy cấp, cho trẻ uống nhiều nước hơn bình thường để phòng mất nước. Orizon, những dung dịch có vị mặn, nước cháo muối, nước cơm có muối, súp rau quả hoặc súp gà, súp thịt, nước dừa, nước hoa quả tươi không đường, không uống những nước công nghiệp hoặc nước có ga. Ngoài ra, cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Ngộ độc thức ăn Ngộ độc thức ăn ở trẻ nhỏ thường xảy ra sau khi trẻ ăn hoặc uống một thứ gì đó, có thể trong vài phút, vài giờ, thậm chí có thể sau một ngày. Trẻ có những biểu hiện như đau bụng đột ngột, buồn nôn hay nôn. Có thể nôn ra thức ăn, hay toàn nước, đi ngoài nhiều lần, phân lỏng có thể lẫn máu. Nguyên nhân là trong thời tiết nắng nóng nếu thức ăn không được bảo quản kỹ, đúng cách và việc chế biến thức ăn cho trẻ không đảm bảo quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ là nguyên nhân gây ra ngộ độc thức ăn ở trẻ nhỏ, nhất là trong môi trường học đường như nhà trẻ, mẫu giáo. Viêm đường hô hấp cấp tính Thời tiết oi bức làm bùng phát những căn bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp tính như viêm họng, viêm mũi xuất tiết, viêm amidan, viêm VA. Hầu hết nguyên nhân gây bệnh ở trẻ em dưới 5 tuổi là do nhiễm siêu vi trùng. Khi bị bệnh trẻ thường bị sốt, ho, sổ mũi, nghẹt mũi, thậm chí nhức đầu, buồn nôn, nôn, khiến trẻ mệt đừ và khó ăn uống. Một số trường hợp có thể là do bị nhiễm vi khuẩn, thường gặp nhất là vi khuẩn hít và phế cầu khuẩn. Khi thấy trẻ bị bệnh, phụ huynh nên sớm đưa trẻ đi khám bác sĩ để được điều trị kịp thời. Nhóm bệnh thủy đậu, sởi quay bị, rubella. Thủy đậu vẫn được xem là bệnh phổ biến ở trẻ em vì bệnh rất dễ lây lan qua trẻ, qua con đường hô hấp. Bệnh thường xuất hiện theo mùa, tầm khoảng tháng 2 đến tháng 6 hàng năm, tháng cao điểm nhất thường rơi vào khoảng tháng 4. Bệnh thủy đậu hiện đã có vaccine phòng ngừa hiệu quả, mang lại sự chủ động trong việc phòng ngừa. Nhóm bệnh sởi qua bị rubella cũng rất dễ lây lan qua đường hô hấp và được xem là nhóm bệnh đến hẹn lại lên vì bệnh cũng thường phổ biến vào tầm tháng 2 đến tháng 6 hàng năm. Với bệnh sởi, nếu theo dõi và chăm sóc không đúng cách có thể gặp những biến chứng nguy hiểm, đôi khi có thể dẫn đến tử vong. Bệnh quay bị có thể gây biến chứng vô sinh ở nam giới. Bệnh rubella nếu phụ nữ không may bị nhiễm trong thời kỳ mang thai có thể gây hội chứng rubella bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Hiện tại bệnh cũng có thể phòng ngừa chủ động bằng vaccine 3 trong một. Viêm não Nhật Bản còn gọi là viêm não B mùa nắng nóng thì tỷ lệ mắc bệnh viêm não Nhật Bản ở trẻ em thường tăng cao hơn vào đầu mùa mưa, tầm tháng 6, tháng 7. Bệnh thường xảy ra ở khu vực phía Bắc, miền Nam hiếm xảy ra hơn. Đây là bệnh lý khá nguy hiểm nếu bệnh diễn tiến nặng mà không được phát hiện kịp thời. Một điều may mắn là hiện nay đã có vaccine phòng ngừa hiệu quả, phần nào giảm bớt cánh nặng bệnh tật cho trẻ em. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai sẽ là những lưu ý giúp các bậc phụ huynh chăm sóc tốt cho trẻ trong ngày nắng nóng. mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt.